Chết, cổ động viên Việt Nam thẳng tay rút hơn chục củ phát cho cổ động viên Lào, khiến cộng đồng mạng chỉ biết ước. Sau khi World Cup kết thúc thì AFF Cup cũng đã chính thức khởi động. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu cùng đội tuyển nước láng giềng, người anh em Lào. Chứng kiến cơn mưa bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại sân vận động quốc gia Lào với tỷ số 6-0 nghiêng về đội tuyển nước nhà. Một anh trai người Nghệ An đã quá sung sướng, không ngần ngại mà rút luôn trong túi cọc tiền khoảng tầm sương sương chỉ chục củ thôi để phát cho các cổ động viên Lào đang ngồi ở xung quanh khu vực khán đài của mình. Mục đích là anh đang muốn tri ân các cổ động viên nước bạn đã lặn lội tới sân để cổ vũ và chứng kiến màn khởi đầu trơn tru mượt mà của đội tuyển Việt Nam. Sau khi đoạn clip được viral, ai nấy đều ước rằng mình có mặt trên sân lúc đó thì hay biết mấy. Anh trai quê Diễn Châu, Nghệ An cũng là người thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Một số người thì cho rằng hành động của anh là bất thường, quái dị, nhưng thiết nghĩ mỗi người có cách thể hiện niềm vui riêng, miễn là không vi phạm đạo đức pháp luật. Cách làm của anh có lẽ đã đang muốn lan tỏa niềm vui tới nhiều người hơn nữa. Đúng là độc lạ Nghệ An, sánh ngang với mảnh đất Bình Dương. Chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cũng như các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thật xuất sắc trong mùa AFF Cup năm 2022 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị nữa nha.